lời nhỏ đi. Lan sắp tan ca chưa nhỉ? Anh là bạn của Lan à? Bọn em sắp tan rồi đấy. Anh vào đây rồi em gọi nó cho. À ừ, thế phiền em nhá. Đợi tao tí nhá. Dạ vâng, chủ tịch cứ đi đi ạ. Chủ tịch cứ yên tâm ạ. Có anh chàng nào đẹp trai hình điệu ở ngoài kia đang đợi mày đấy. Úi giời ơi, tài xế cao cấp của tao đấy. Ngoan lắm. Này, mới à? Ừ, cũng được 2-3 tháng rồi. Ông ấy chiều tao lắm. Con này thay người yêu như thay áo ấy nhở. Tao đẹp mà, tao có quyền chứ. Này, thấy cái đồng hồ đăng quang này không? Anh ấy mua tặng tao đấy. Mà chúng mày còn nhớ vụ đi chơi Valentine không? Ông ấy đưa tao đi khắp nơi, lại còn tặng tao bao nhiêu là quà nữa. Số mày sướng thật đấy, chẳng bù cho bọn tao. Thôi, chúng mày đi ra đây để tao giới thiệu anh ý. Đi. Mình ơi, giới thiệu với mình, đây là hai cô bạn làm cùng đăng quang với em. Còn đây là anh Thóc, người yêu của tao. Bạn em đấy à? Vâng. Rực rỡ quá nhỉ. Anh chào hai đứa nhá. Còn bạn em tốt phước thật đấy. Có người yêu vừa đẹp trai, sành điệu, lại còn ga lăng đưa đón tận nơi như này. Anh ơi, cho em chụp chung với anh một tiểu nhá. Này, mày lại định post Facebook đấy à? Tao bảo bao nhiêu lần rồi, mày phải bỏ cái kiểu sống ảo đấy đi. Gớ, chụp một kiểu với trai đẹp thôi mà. Tự đi kiếm người yêu mà chụp. Em để cho bạn chụp. Nào, mày đưa điện thoại để anh em mình làm tấm ảnh kỷ niệm nhá. Ôi, đẹp không? Đẹp không? Đẹp ạ. Ui, vừa đẹp trai lại còn thân thiện nữa. Hình này phải được nghìn like nha. Em cảm ơn anh nhá. Này, sắp tan làm rồi đấy. Hai mẹ cũng định về à? Mà có ai đón chưa? Bọn tao gọi xe rồi. Ui dồi, con lệ hai mẹ. Thế kỷ nào rồi? Mà sắp tới là mùng 8 tháng 3 đấy. Tao ấy, là tao á, thấy thương lắm cho những cái đứa mà phải ngồi sau anh xe ôm chở đi chơi. Người thế thì cổ hủ lắm. Thôi, bọn em xin phép anh Thóc. Bọn em phải đi dọn dẹp rồi tan ca đây ạ. Ừ, thì anh chào hai đứa nhá. Mình ở đây chờ em nhá. Em vào thay đồ xong vợ chồng mình đi về. Rồi. Mày nhìn mặt tao kìa, cứ bênh bênh. Thôi, nó có người yêu thì nó khoe. Nhưng mà tao ghét, lúc nào cũng khoe khoang. Mày nhớ vụ Valentine không? Nó up ảnh lên Facebook khoe, lại tag tên tao với mày vào. Thôi, mày biết tính nó mà, từ trước đến nay vẫn thế. Nhưng mà nó khoe ngoài đời thì được, up ảnh lên Facebook khoe, tao không chịu được. Để rồi mày xem, đến mùng 8 tháng 3 nó up ảnh đi chơi với người yêu, rồi nó tắt tên tao mày vào cho mà xem. Nghĩ mà bực. À, tao có cách này.